Dự án Noble Royal Capital được triển khai tại vị trí đắc địa trong khu đô thị Sipucha Nam Thăng Long, khu vực phía tây hồ của thủ đô Hà Nội. Tổng diện tích của dự án là 110.542 m2, trong đó có 37.032 m2 dành cho các căn biệt thự thấp tầng và 46.465 m2 được phân bổ cho việc xây dựng trường học. Với tỷ lệ mật độ xây dựng chỉ đạt 38%, phần lớn còn lại được dành cho các khu vườn cây xanh và tiện ích cộng đồng. Tổng quan dự án Tên chính thức Noble Royal Capital. Tên cũ: Sunshine Royal Capital. Dự án phát triển gồm 238 lô liền kề, shop house và biệt thự, tạo nên một không gian sống đẳng cấp và tiện nghi cho cư dân. Vị trí vàng của Noble Royal Capital. Chủ đầu tư Sunshine Group tiếp tục chinh phục lòng tin của khách hàng với dự án Sunshine Royal Capital, tọa lạc tại khu đô thị Ciputra, nằm giữa hai quận Bắc Từ Liêm và Tây Hồ, thủ đô Hà Nội. Đây không chỉ là nơi định cư lý tưởng mà còn là biểu tượng của phong cách sống hiện đại và tiện nghi. Với vị trí chiến lược, dự án sẽ mang đến sự tiện nghi và phong cách sống tinh tế cho cư dân. Vị trí dự án Noble Royal Capital nổi bật với sự thuận tiện trong việc di chuyển đến các địa điểm quan trọng trong khu vực. Dự án chỉ cách bờ sông Hồng phía Nam một cú nhấp ngón tay và cách hồ Tây rực rỡ không đến 500 mét, tạo điều kiện lý tưởng cho những người yêu thiên nhiên và không khí trong lành. Hệ thống giao thông xung quanh dự án được đầu tư mạnh mẽ, với các tuyến đường chính như Lạc Long Quân, Vành Đai Ba, Nguyễn Hoàng Tôn, Thăng Long giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến trung tâm Hà Nội và các khu vực lân cận chỉ trong khoảng 20 phút. Sunshine Royal Capital cũng gần các tiện ích cơ bản như trường mầm non Ban Mai Xanh, 2 phút, nhà thờ Phú Gia, 3 phút, cầu Nhật Tân, 5 phút và bãi đá Sông Hồng, khoảng 10 phút, tạo điều kiện thuận lợi và gia tăng giá trị sống cho cư dân. Đặc biệt, Vị trí và địa thế của dự án Noble Royal Capital được các chuyên gia phong thủy hàng đầu đánh giá cao, mang lại sự may mắn, tài lộc và sức khỏe dồi dào cho cư dân. Sunshine Royal Capital không chỉ là nơi ở mà còn là biểu tượng của cuộc sống đẳng cấp và tiện nghi tại trung tâm của Hà Nội. Đây là cơ hội để cư dân trải nghiệm một cuộc sống đầy đẳng cấp và tiện ích. Dự án Noble Royal Capital, nơi thăng hoa giữa trái tim của thủ đô. Điểm sáng trong mặt bằng thiết kế dự án Sunshine Royal Capital tự hào sở hữu một không gian thiết kế tinh tế và độc đáo, phản ánh sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên và kiến trúc hiện đại. Với diện tích, quy mô sản phẩm Sky Villa lớn nhất Hà Nội, tổ hợp biệt thự trên không sở hữu vườn chân mây lớn nhất Tây Hồ Tây. Công nghệ thi công nội thất lần đầu tiên được áp dụng cho một dự án nhà ở tại Việt Nam, bể bơi mái cao và dài nhất, tuyến phố thương mại trên không đầu tiên và dài nhất Tây Hồ Tây mới chỉ là số ít thông tin hé lộ về tầm cỡ bom tấn sắp ra mắt của Sunshine Group, Noble Crystal Tây Hồ. Khu phức hợp Sky Villa có quy mô sản phẩm lớn nhất Hà Nội, sở hữu thiết kế kiến trúc và nội thất hoàn mỹ. Tọa lạc tại khu đô thị Nam Thăng Long Tây Hồ Tây với số lượng gần 1.000 căn Sky Villa trên gần 450.000 m2 sàn xây dựng, Noble Crypto Tây Hồ đang từng bước quy tụ một cộng đồng cư dân tinh hoa bằng chính các giá trị cốt lõi của một bất động sản hàng hiệu thứ thiệt khi gần như mọi yếu tố của dự án đều được đầu tư và chăm chút tỉ mỉ, đạt đến chuẩn cao cấp của khách sạn 5 sao. Dự án bao gồm 5 tòa tháp cao 40 tầng với cao độ trần tại các tầng căn hộ từ 3,4m đến 4,15m, trong khi các dự án lân cận chỉ đạt trung bình 2,7m đến 3,1m. Chính cao độ hiếm có này, cùng kiến trúc phun kính chạm sàn, kịch trần, cộng hưởng với sự tinh xảo trong thiết kế và cao cấp về chất liệu nội thất mang âm hưởng hoàng kim Dubai xa xỉ đã mang tới cho mỗi căn Sky Villa của Noble Crypto Tây Hồ một diện mạo sang chảnh, lịch lãm tựa những sảnh chờ của các khách sạn 5 sao đẳng cấp. Tuy nhiên, các hé lộ về không gian đậm chất dinh thự trên không của các căn Sky Villa triệu đô với bể bơi và khu vực tắm nắng, thư giãn, được bố trí liền kề với khoảng vườn chân mây xanh mướt giữa trời mây khoáng hoạt cùng hệ thống các tiện ích riêng tư nhưng đủ đầy, khu thưởng thức rượu và xì gà, quầy pha chế, phòng nghe nhạc và chiếu phim tại gia, như một tiểu resort đích thực mới là điều khiến người ta phải kinh ngạc, bên cạnh việc sở hữu tầm nhìn panorama, hưởng chọn tầm view cực phẩm ra sông Hồng, hồ Tây, sân tập golf 18 hố Sipucha và khu phức hợp Sunshine Wonder Tower có tòa tháp cao thứ ba Việt Nam dự kiến trong tương lai sẽ bừng sáng trong cuộc chơi ánh sáng và công nghệ tựa tháp Burj Khalifa tại Dubai hoa lệ hàng đêm. Chưa kể đến, chất hàng hiệu của dự án còn được Sunshine Group kỳ công đầu tư đến mức đo ni đóng giày cho từng nhóm không gian thông qua việc sẽ ra mắt 5 bộ sưu tập biệt thự trên không cùng gần 20 biến thể về style nội thất đi kèm. Với mỗi bộ sưu tập là một câu chuyện kể đầy cảm hứng về nghệ thuật sống thượng lưu của giới tinh hoa. Tổng quan dự án Tên dự án Noble Crystal Tây Hồ Chủ đầu tư Tập đoàn Sunshine Group Vị trí dự án Khu đô thị Sipucha Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội Nhà thầu xây dựng Smart Construction Group, SCG Quy mô 5 tòa tháp, Mỗi tòa 40 tầng. Tổng diện tích 50,850 m2. Tổng diện tích sàn 450.000 m2. Mật độ xây dựng 25,7%. Loại hình: biệt thự trên không, sky villa, căn hộ duplex cao cấp, shop thương mại, biệt thự đơn lập, song lập. Quy mô: 452 căn sky villa, 498 căn duplex, khoảng 54 căn shop house, 24 biệt thự đơn lập, 36 biệt thự song lập. Triển khai quý 1 năm 2023. Noble Crypto biệt thự trên không nơi mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng xa hoa, đẳng cấp giữa không trung. Một siêu phẩm đỉnh cao từ tập đoàn Sunshine Group tại trung tâm khu đô thị Sipucha, Hà Nội. Cùng với đó là các công nghệ tân tiến hàng đầu thế giới lần đầu tiên được áp dụng cho một dự án nhà ở tại Việt Nam như hệ thống điều hòa lọc và cung cấp không khí tươi. Tạo mùi hương với kịch bản hương thơm đã được lập trình theo sở thích cá nhân của từng gia chủ, công nghệ Invisible Cooktop và sàn sưởi tại phòng tắm Master để bơi cát nén trong khuôn viên từng căn sky villa. Kết hợp với các giải pháp thông minh đậm chất smart living, được nâng cấp cho từng không gian cao cấp như công nghệ giấu bếp bên dưới mặt ceramic cao cấp có khả năng chống xước, mai mòn và khử khuẩn cao hơn đá tự nhiên, hệ thống rèm cửa cảm biến theo sắc độ đậm nhạt của ánh nắng, hệ thống đèn spotlight với ánh sáng có CRI, chỉ số hoàn màu cao nhất, mang đến tính trung thực hoàn hảo của đồ vật được chiếu sáng, hành lang giữa các căn sky villa được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Đặc biệt, Sunshine Group sẽ ký hợp tác chiến lược với một thương hiệu nội thất danh tiếng đến từ Italia để tăng thêm các giá trị mang dấu ấn signature cho Noble Crypto nói riêng và các dự án bất động sản hàng hiệu cao cấp mang thương hiệu Sunshine nói chung, thông tin đã được công bố trong năm 2024. Resort nội đô với hệ thống tiện ích 5 sao quốc tế đẳng cấp nhất khu vực Tây Hồ Tây. Là một khu phức hợp Sky Villa quy mô tầm cỡ nhất Hà Nội, nhưng mật độ xây dựng chỉ 25,7% thấp so với chỉ số trung bình của các dự án cùng khu vực. Noble Crypto đặc biệt chú trọng kiến tạo các không gian mang tính chất wellness resort, vận dụng tối đa liệu pháp thủy mộc từ các tiện ích riêng tư trong từng căn Sky Villa, cho tới hệ thống hơn 50 tiện ích được phân bổ hài hòa, từ cảnh quan nội khu, các cụm tiện ích khối đế, trên tầng thượng, đến các tầng đan sen trên không trung. Đi kèm theo đó là các dịch vụ phục vụ đặc quyền One Sky Villa, One Service mang tính chất cá nhân hóa, phục vụ nhu cầu của từng gia chủ mang đến một đẳng cấp nghỉ dưỡng nội đô thực sự vượt xa tưởng tượng. Được bố trí ở sân thượng tầng thứ 40, kéo dài xuyên suốt 3 tòa tháp trung tâm S2, S3, S4. Rooftop Infinity Pool của Noble Crypto sau khi hoàn thành sẽ trở thành bể bơi mái cao và dài nhất khu vực Tây Hồ Tây với chiều dài khoảng hơn 30 mét. Cùng với Dự án Kita Capital Sipucha là tổ hợp căn hộ cao cấp, biệt thự, liên kề và văn phòng hạng A nằm trong khu đô thị Sipucha, Hà Nội, do Kita Group làm chủ đầu tư. Quy mô dự án Kita Capital gồm 6 block chung cư cao tầng, một block văn phòng và 383 căn biệt thự đơn lập, song lập. Nhà liên kề với thiết kế đồng bộ, đậm chất châu Âu, mang đến không gian sống tiện nghi và đẳng cấp cho cộng đồng cư dân. Vị trí dự án Kita Capital nằm trong khu đô thị Nam Thăng Long, Sipucha, thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Kita Capital tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Sipucha với tiện ích đồng bộ, hạ tầng kỹ thuật hiện đại và giao thông kết nối thuận tiện. Khu đất dự án Kita Capital có một mặt hướng thẳng ra sông Hồng, cách khoảng 20 m đến mặt đường mới kết nối Võ Trí Công và Phạm Văn Đồng. 500 m đến cầu Nhật Tân. 1 km đến công viên nước Hồ Tây. 1,5 km thung lũng Hòa Hồ Tây. 4 km đến chợ Bưởi. 5 km đến công viên Hòa Bình. 7 km đến bệnh viện E. 10 km đến khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. 18 km đến sân bay Nội Bài. Thông tin sản phẩm biệt thự Kita Capital Sipucha mở bán năm 2024. Diện tích đất: 140 m2, 150 m2, 225 m2, 318 m2. Mặt tiền: 7 m đến 9 m, riêng lô góc hơn 10 m. Thiết kế: 3 tầng, 1 tum, 1 hầm, có hố chở thang máy, thiết kế bán hầm riêng từng căn. Tiêu chuẩn bàn giao xây thô hoàn thiện mặt ngoài. Chính sách bán hàng biệt thự Kita Capital. Hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 đến 36 tháng. Thanh toán theo tiến độ, đóng 50% nhận nhà ở ngay, còn lại 36 tháng sau mới thanh toán. Thanh toán sớm nhận chiết khấu cao. Một số tiện ích nội khu tiêu biểu tại dự án Kita Capital. Đài phun nước Pegasus. Quảng trường ánh sáng. Vườn nướng BBQ. Đường giao hưởng. Vườn concerto. Sân chơi thiên thần, vòng Sonata, vườn địa đảng, khu tập thể dục, yoga ngoài trời, khu vườn hoàng gia, rừng cổ thụ, tổng quản dự án Kita Capital Sipucha, tên dự án Kita Capital, chủ đầu tư dự án tập đoàn Kita Group, vị trí dự án ô đất BT2 khu đô thị Sipucha, quận Tây Hồ, Hà Nội, tổng diện tích dự án 3,87 ha, mật độ xây dựng. 38%, còn lại khu cây xanh và khuôn viên tiện ích. Loại hình phát triển, 164 lô liền kề và biệt thự. Cơ cấu dự án, liền kề 4 tầng cộng 1 hầm, song lập 3 tầng cộng 1 hầm. Đơn vị quản lý, Savills Việt Nam. Đơn vị bảo lãnh dự án, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, VPBank Hình thức sở hữu, đã có sổ đỏ vĩnh viễn. Hoàn thành và đi vào sử dụng, năm 2024. Giá bán, khách hàng vui lòng liên hệ để nhận được tư vấn nhanh và chính xác nhất. Khu liền kề BT 5A, 52 căn, liền kề tiêu chuẩn 7m x 20m, mặt tiền 7m, đường 17,5m. Khu liền kề BT 5B, 23 căn, liền kề tiêu chuẩn 7m x 20m, mặt tiền 7m, đường 17,5m. Khu biệt thự BT 5C, 6 căn, biệt thự song lập 12m x 30m, mặt tiền 12m, đường 21,5m. Chính sách 1 tặng voucher chiết khấu trị giá 10% giá trị sản phẩm. Chính sách 2, chiết khấu 7% khi khách hàng thanh toán bằng vốn tự có 95% giá trị căn hộ. Chính sách 3, chiết khấu mua nhiều từ 1% đến 1,5% trừ vào giá trị căn hộ. Chính sách 4, hỗ trợ vay vốn từ 30% trong 24 tháng, 50% trong 18 tháng, 70% trong 12 tháng. Kita Capital là tổ hợp biệt thự shop house nằm tại trung tâm khu đô thị Sipucha, Hà Nội. Dự án Kita Capital có quy mô diện tích 3,87 ha gồm 164 căn biệt thự song lập, đơn lập được thiết kế theo lối kiến trúc châu Âu sang trọng. Biệt thự Kita